Trên lĩnh vực an ninh trật tự, chiều ngày 20 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an Di Linh, Lâm Đồng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất phân bón giả quy mô lớn tại thôn 3 xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, thu giữ hàng trăm bao phân giả và nguyên liệu làm giả phân bón. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đang thực hiện việc đấu trộn các loại phân bón hóa học như ammonium sulfat, MAB, Kalimop và DAB nguồn gốc Trung Quốc có khối lượng 24.650 kg, thành phân bón thành phẩm NPK cộng TE cao cấp mang nhãn hiệu công ty cổ phần phân bón Đức Việt. Qua điều tra xác minh, chủ cơ sở sản xuất phân bón trái phép được xác định là bà Trần Thị Luyến, sinh năm 1975, thường trú tại thôn 11 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, thuê kho hàng mang tên Bằng Hà tại thôn 3 xã Hòa Ninh để làm phân bón giả. Tại hiện trường, công an huyện Di Linh đã lập biên bản niêm phong, thu giữ 425 bao phân bón giả thành phẩm NPK với tổng trọng lượng 21.250 kg. Ngoài ra tại đây đang có một lượng phân bón đã đấu trộn chưa đóng bao, một lượng lớn bao bì cùng nhiều công cụ dùng để đấu trộn phân bón như một cân điện tử, một máy đóng bao, xẻng và con dấu dùng để in ngày tháng sản xuất. Thời điểm bắt quả tang, bà Trần Thị Luyến không có mặt tại cơ sở. Hiện số phân bón trên đã bị cơ quan công an niêm phong tạm giữ để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật. Hộ chị Hờ Hằng ở thôn Dốc Cát, xã Sơn Hà thuộc diện nghèo, tài sản không gì khác ngoài ngôi nhà tranh vách đất. Năm 2015, gia đình chị Hờ Hằng được hỗ trợ 9,5 triệu đồng mua một con bò và 35 triệu đồng.